Mẹ ơi. Mẹ ơi. Con gì ăn đi mẹ ơi. Ôi, mẹ ơi có gì ăn chưa? Mẹ nằm đây này. Mẹ nằm đây như thế này. Mẹ đưa về rồi à? Mẹ sao mẹ? Ui, chán mẹ nóng thế. Mẹ bị sốt quá. Nên là mẹ có đón được hai đứa đâu. Mẹ ơi. Mẹ đón hai đứa. Mẹ đã uống thuốc gì chưa? Con ngủ đi. Sao mãi mẹ chưa mang đồ ăn ra nhỉ? Mũ của anh để anh đội nó mới đẹp. Anh thích đội mũ. Trời ơi. Trông nó mới đẹp trai. Đẹp trai. Mẹ lâu thế nhỉ? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ sao bây giờ đây? Và... cho mẹ uống mẹ, lấy đi cho mẹ thôi. Đây. Anh lấy đi. Anh lớn anh phải lấy chứ. Em bé phải lấy chứ, anh lớn anh ngồi thôi. Ơ nào. Anh lớn. Em làm sao mà mở được tủ lạnh? Em lớn thì em mở được tủ lạnh, em ăn vụng suốt hay còn gì nữa. Rồi, đây đây đây, hai đứa ăn mì. Đây hôm nay ăn spaghetti, ăn cho nó đủ chất. Trời ơi, hai cái nữa này. Ăn đi, đây mẹ mang sữa đây. Trứng đấy con. Ăn trứng, ăn đi. Ôi, hai đứa. Ăn nhanh đi, còn đi học à. Trời ơi, sao ăn uống cứ dọn da dọn dẹp thế này hả con? Ăn nhanh lên. Mẹ chưa ăn à? Mẹ à, thôi được rồi, mẹ ăn xong, hai đứa ăn đi, ăn nhanh lên còn đi học. Mẹ ơi, mẹ ăn một cái thôi. Ừ, con cứ ăn đi, hai đứa ăn đi xem nào. Ôi, nó cầm lớn bằng ngay tuổi rồi mà ăn cầm cái đũa cũng thế à. Xua ăn đi con, ăn đi rồi còn đi học nghe. Mẹ ngoan lắm. Thôi, con không ăn con no rồi mẹ ơi. Con này sao lại thế, mới ăn được có một miếng rồi đã không có no rồi nào. Con no là con no, con đi học đây. Con này. Đi học em. Uống sữa. Uống sữa đi. Em ở đây con uống xong rồi. Ra là đi thôi, mình đi em đây. Anh đi đây, anh học trước đây. Đợi em nắng con, em nuôi con bé ăn thì con cứ bình tĩnh con ạ. Thế. Ăn đi. Hai cá mẹ ơi. Ừ, giỏi lắm con gái mẹ siêu lắm. Đấy, con nhìn em không? Không biết là quý trọng gì nhá, rồi ra là nó không có gì ăn đâu. Rồi, con đi học đi, con uống sớm sữa đi con. Uống sữa ăn rồi ăn đây. Hai anh em đi học cẩn thận nhá, chiều mẹ. Đợi mẹ ở cổng nhá. Đèo cấm được đi lung tung đâu, phải ngồi cờ trông em đấy. Vâng. Rồi. Con gái mẹ giỏi quá nhá. Rồi, đi nhìn lên. Hai đứa đi. Lâu quá. Quá. Con chào mẹ. Con đi. Con chào mẹ. Hai đứa đi học nhá. Chiều mẹ đón ở cổng trường nhá. Đón mẹ đấy. Còn mấy cái lớn như thế rồi mà sáng ra đấy, làm đồ ăn cho không ăn, lại đợi ra cổng trường ăn với các bạn. Con mình phải ăn nhanh còn đi làm không muộn mất rồi. Hôm nào cũng đi làm trễ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con gì ăn đi mẹ ơi! Mẹ ơi có gì ăn chưa? Mẹ nằm đây này. Mẹ nằm đây như thế này. Mẹ đưa về rồi à? Mẹ sao mẹ? Sao mẹ? Ui, chán mẹ nóng thế. Mẹ bị sốt quá. Nên là mẹ có đón được hai đứa đâu. Mẹ ơi! Ba đón hai đứa. Mẹ đã uống thuốc gì chưa? Mẹ chưa con ạ. Nhưng mà em bị làm sao đấy? Mẹ chưa ăn gì sao mẹ uống thôi được? Mẹ muốn ăn gì không? Mẹ mệt lắm. Mẹ không muốn ăn gì các con ạ. Thế rồi mẹ chưa nấu cơm được cho hai đứa. Mẹ dạy mẹ nấu cơm. Thôi, mẹ cứ nằm nghỉ mẹ cứ đi. Đi ra đây mà. Bây giờ mình nấu gì cho mẹ ăn bây giờ? Hả? Em không biết, em đâu có biết nấu ăn. Anh cũng thế. Mấy mấy rồi nhưng mà anh chưa biết nấu ăn. 16 tuổi rồi nhưng chưa biết nấu ăn hả? Thì anh cũng chỉ đi học đi em rồi anh biết nấu ăn. Mình đi ra ngoài, mình đi ra ngoài. Chính là bếp thì cũng sao. Ui. Lâu quá, em ra em đỡ mẹ dậy đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ dậy ăn cái gì đây mẹ ơi? Mẹ ăn bát mì đi. Ôi, con nấu rồi ạ. Con chả biết nấu gì, con chỉ biết uống cho mẹ bát mì thôi. Đúng rồi. Trời ơi, các con đây, rất mẹ. Là giỏi lắm rồi. Đây mẹ ăn đi cho mẹ. Ôi, mẹ xin nhá. Ôi, các con của mẹ giỏi quá. Hôm nay con lần đầu tiên nó con ra của mẹ nấu cho mẹ ăn đây. Mẹ ơi, mẹ ăn, con xin lỗi nha. Đây, con ngồi lên đây, con ngồi lên đây. Bởi vì là lúc mẹ còn khỏe, mẹ nấu cho con những bữa ăn rất là ngon. Nhưng lúc như mẹ ốm thì hai bọn con không biết nấu cái gì. Ôi, con gái con mẹ ạ. Ôi, con xin lỗi. Thế có phải bỏ bữa như sáng này nữa. Ừ rồi, mẹ biết rồi, hai đứa giỏi lắm. Hai đứa con nó bây giờ biết như thế là mẹ mừng lắm rồi con ạ. Đây là bát mì hạnh phúc nhất của mẹ đây. Mẹ sẽ ăn hết rồi mẹ uống thuốc nhá. Mẹ cảm ơn hai đứa. Lát nữa ba mua đồ ăn sẵn rồi. Mẹ gọi điện cho ba rồi nhá. Mẹ ăn đây. Ngon không mẹ? Ngon lắm con ạ. Không biết nấu thì nó sẽ không ngon. Không, ngon con ạ, mẹ cảm ơn con. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và